Dạ Thái, mến chào tất cả quý cô chú anh chị mình đang theo dõi trên kênh của Sức Sống Mới nha. Thì buổi sáng ngày hôm nay thì Thái lại cái ngôi nhà của bé Yến, mà cái trong cái câu chuyện mà cái ông lão 65 tuổi đã ra tay mà làm cho bé ấy có con đó cô chú anh chị, thì hôm nay là Thái trở lại để mà cập nhật cho cô chú anh chị của mình xem về cái hoàn cảnh của bé Yến hay cô chú anh chị. Rồi thì bây giờ Thái mời tất cả quý cô chú anh chị mình cùng vào xem video để mà vào cập nhật tình hình của bé Yến nha. Bây giờ thì Thái đi vào phía bên trong. Ồ, đây hai mẹ con đang tâm sự cái gì bằng ngồi ngoài này nè. Rồi chào hai mẹ con nha. Chào mấy anh. Dạ, đây. Bữa nay xin gái nhìn hết ra luôn rồi. Đó, đây hai mẹ con nha. Rồi em chào chị nha, chào chị với bé Yến nha. Rồi hôm nay thì mấy anh em cũng trở lại đây để mà cập nhật tình hình của bé Yến. Dạo này con sao rồi? Hả, chăm sóc em bé có cực lắm không? Dạ có. Rồi từ khi mà mấy chú chia sẻ cái câu chuyện của con lên đó thì con có vào xem không? Con có vào xem những cái video của mấy chú không? Có. Rồi con có đọc những bình luận không? Người con thấy sao? Thì con cứ nói tâm tư nguyện vọng của con như thế nào thì con cứ nói đi. Hay là chị nè, chị có xem không? Em không có xem, tại vì em không có biết cái nick gì đâu mà để em xem. Thì nói chung thì khi mà mấy anh em của tụi em á đăng tải lên á thì thật sự là cũng có rất là nhiều những cô chú anh chị cũng quan tâm về cái câu chuyện của bé, thì tại vì bé cũng còn rất là nhỏ. Nó là bị một cái ông ngoại U65 á làm cái chuyện cái điều đó. Thì hiện nay thì cũng chối bỏ cái trách nhiệm vào phía bên gia đình của cái ông ngoại U75 này, thì cũng U65 này thì cũng là chối bỏ cái trách nhiệm luôn. Và từ khi những cái video của mấy anh em chia sẻ lên đó thì bên phía gia đình ở bên của những cái người con của cái ông ngoại U65 này có qua bên nhà mình có cái động thái gì không chị? Dạ không, em không thấy ai qua. Không thấy qua luôn ha. Dạ. Thì theo cộng đồng đánh giá là cái vấn đề mà của bé và với cái ông ngoại U65 này đó thì cái mức phạt đó là 3 năm thì đối với cái ông này thì cũng rất là nhẹ luôn. Người ta cũng rất là bức xúc. Cái thứ hai nữa là người ta cũng bức xúc với cái gia đình của ông ngoại U65 này là tại sao là không có thể là chu cấp cho giống như là con của ông ngoại U65 này, là có nghĩa là nếu tính ra là em đó, em của mấy người con của ông đó. Dạ. Đó là không có một cái gì gọi là cái tình người, thấy không? Ba mình đã gây ra những cái hậu quả như vậy thì chắc chắn mình là những người con, mình tất nhiên là mình phải gánh cái cùng cha mình cái hậu quả này, giống như mình chăm lo thì ít nhiều gì đây cũng là cái cốt nhục của con của ba mình đó. Nhưng mà mấy người con thì thờ ơ vô tư, không có thực hiện gì lại cái lời em, mà em khi đó. Em có không? Không có quan tâm gì tới gia đình của tụi em hết trơn. Đúng rồi, không có quan tâm ha. Nên gia đình của tụi em cũng ấm ức lắm, nhưng mà chàng áp gia đình tụi em, thấy gia đình tụi em ít học rồi nghèo khổ rồi. Rồi người ta cứ thờ ơ gì đó, người ta không có chu cấp tiền bạc gì ở tù vậy, chứ không có thấy qua lại, cũng thấy tiền bạc để mua sữa mua sùng này kia đâu. Vợ em nuôi con là phải nuôi cháu nữa, mà giờ công ăn chuyện làm cũng bị thất nghiệp luôn. Chứ giờ mà em mà đi làm thì em cũng muốn đi làm lắm, mà em đi làm thì con cháu em ở nhà đâu có ai chăm đâu. Có ba mẹ con ở nhà hủ hỉ vậy nè, giờ nhờ vô đồng lương của chồng em thôi. Chồng em thì làm hự hồ á, nên cũng không có làm thường, không có ổn định như mấy người làm công ty như em hồi đó đâu. Hồi đó em làm công ty thì ổn, thì em còn có nuôi phụ, chứ giờ xảy ra chuyện con em vậy em đâu có đi làm được. Nên em cũng phải chịu thôi, chứ giờ em cũng mong mấy anh mấy chị rồi cô bác đồ trên mạng đồ giúp đỡ cho gia đình em, chứ giờ người ta làm ra chuyện này mà người ta cũng hờ ơ với gia đình em. Nhiều lúc em cũng buồn cũng tủi lắm, nhưng mà giờ em cũng đâu biết làm gì đâu. Không lẽ giờ buồn thì cũng buồn rồi, chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi, giờ em cũng không biết cách để làm sao.
Thì từ khi mà mấy anh em của tụi em á, chia sẻ lên thì cũng có rất là nhiều ông bà cô chú quan tâm tới bé Yến. Dạ. Thì cũng hỏi là cái địa chỉ của bé ở đâu để mà nhiều khi ông bà cô chú người ta đến đó, người ta thăm cũng như là thăm bé Yến rồi thăm luôn con của bé Yến. Dạ. Rồi có thể là người ta sẽ giúp đỡ gì đó giống như là sửa tả kia, nhưng mà em thì nói chung là đi nhiều nơi thì chị cũng biết rồi. Dạ. Đó nên là sẵn qua đây thì chị có thể là đọc cái địa chỉ ở đây đi, rồi có gì và có những người nào mà thương bé Yến cũng như là con của bé Yến đó, người ta sẽ đến đây người ta thăm trực tiếp thì nó sẽ hay hơn. Địa chỉ của em là A4-17, phường Tân Giảng, Biên Hòa, Đồng Nai. Dạ. Đó thì không từ bữa mấy anh em đăng tải đó thì có rất là nhiều cô chú anh chị liên hệ nói cho xin cái địa chỉ, thì hôm nay là chị cũng đã đọc cái địa chỉ rồi để mà cô chú anh chị mình có thể là đến trực tiếp để mà thăm hỏi ha. Và qua đây thì Thái cũng nhắn nhủ lại với cái chị nào đó, cái chị nào mà muốn là liên hệ với gia đình cũng như là muốn cưới bé Yến cho người con trai đó, thì sẵn hôm nay thì gặp gỡ gia đình luôn, tại vì hổng gài thì mấy anh em là đi quay cũng không có đến thăm hỏi gia đình của bé Yến được, thì hôm nay là mới có dịp đến cũng hỏi thăm, là ví dụ như bây giờ có một cái người cô đó, người chị đó là cũng muốn thấy bé Yến dễ thương nè, rồi cũng hoàn cảnh cũng khó khăn, cũng muốn là cưới cho con trai của cô đó để mà về chăm sóc giúp đỡ luôn, thì không biết là ý của chị như thế nào. Rồi bé Yến làm sao? Sao mà cười vậy con? Hả? Trước giờ con có quen bạn trai không? Không. Không ha. Thì nói chung là khi mà cái câu chuyện của con xảy ra đây thì bây giờ là có rất là nhiều cô chú anh chị thương con lắm, cũng muốn giúp đỡ nhưng mà không biết giúp đỡ như thế nào, nhưng mà có cái người chị này thì cũng ngỏ lời như vậy đó, điện thoại cho Thái thì cũng rất là nhiều lần rồi. Dạ. Yeah. Cũng muốn để mà liên hệ trực tiếp gia đình, nhưng mà trong thời gian đó thì mấy anh em đi quay xa ở dưới miền Tây, không có lên Bình Dương, không có lên Đồng Nai được, nên là chưa có nói được, thì hôm nay sẵn dịp này thì nói luôn. Thì cái ý của chị như thế nào, cảm thấy sao chị cứ nói. Em dụ như chị đó thương gia đình em thì em cũng cảm ơn, chứ giờ mà gia đình em khó khăn quá mà giờ nói thương vậy em cũng không biết làm sao, em cũng ngạc nhiên. Ừ. Dạ, tự gia đình em đâu có gì đâu mà giờ người ta thương thì em cảm ơn thôi, chứ em cũng không biết ý kiến gì đâu. Nhà em giờ cũng khó khăn khổ quá. Thì nếu mà anh chị thì bây giờ trước mắt nếu mà cái người chị đó đây bữa hổm là điện cho Thái mà yeah. nhiều số điện thoại quá, là Thái cũng bận nhiều công việc nữa. Yeah. Nên là chưa có thời gian để mà lưu cái số đó lại, mà bây giờ cũng mắc quên cái số đó rồi, không yeah. biết điện lại làm sao. Yeah. Thì nếu mà cái chị đó mà có xem được cái video này thì cứ liên hệ lại với em. Yeah. Thì nếu mà được thì có thể là hai mẹ con thì đến đây cũng như là gặp gỡ gia đình rồi mình nói chuyện thì nó sẽ hay hơn. Yeah. Đó. Mình có tâm tư nguyện vọng gì đó mình cứ nói ra để coi bé Yến như thế nào, coi cái anh đó có lọt vô mắt của bé Yến không, có thấy có cảm mến hay không. Rồi tại vì bé Yến thì cũng còn rất là nhỏ, năm nay nó là 16 tuổi hả con? Dạ. 16 tuổi mà trở thành mẹ rồi thì cũng rất là khó khăn luôn trong cái việc chăm sóc con cái nữa, thì nên là chị phải bỏ công ăn việc làm để mà ở nhà chăm sóc phụ, chứ bé Yến cũng đâu có biết chăm sóc nhiều đâu, phải không chị? Dạ đúng rồi. Giờ là con quen chưa? Con quen cái chăm sóc con chưa? Dạ. Cũng mẹ cũng chỉ rồi, con cũng để ý rồi đó, là mai mốt là mẹ có đi làm thì con ở nhà tự làm được. Nói chung là nó còn ham ăn, ham ngủ với lại ham chơi, nó còn nít lắm, mà một tay em không à. Nó nói gì chứ nó không có làm được gì. Ừ. Em làm không à. Cái tuổi đang cấp sách tới trường mà chưa có biết gì về cái sự đời nhiều quá. Giờ có con thì cũng đâu có biết gì đâu. Dạ. Còn đang tuổi ăn tuổi học mà giờ đụng cái vậy thì phải chịu thôi, chứ nó đâu có biết chăm sóc gì đâu. Từ lúc mà bé Yến có mang như vậy đó rồi nghỉ học, và phía bên nhà trường có liên hệ với gia đình mình không chị? Dạ cũng có, cũng mang ủi động viên này kia, hỏi em có cho đi học nữa không, thì em kêu là đi học thì cái thứ nhất là không có tiền, cái thứ hai là sợ nó áp lực tinh thần, bạn bè nó trêu chọc nó đâu này kia đâu. Nó công rồi nó nghỉ quẩn nên em cũng không có cho đi học. Cũng có nhiều anh chị rồi hỏi rồi cho cháu đi học đâu này kia, mà em kêu là không, cho nó nghỉ luôn chứ để nó công rồi đứa này nó ra đứa kia nó vô. Thời gian em cũng đi theo, em cũng giữ nó, em cũng sợ nó nghỉ bậy.
Nói chung trong cái thời gian này cũng khó chấp nhận cái vấn đề đó, tại vì bé Yến cũng còn rất là nhỏ. Dạ. Nhiều khi bạn bè nó vui vui, nó chọc ghẹo này kia, mình cũng mặc cảm hay con. Dạ. Mặc cảm này kia, mình cũng thấy nó khó chịu. Nó bạn bè hiểu thì không nói, rồi giống như mấy bạn bè không hiểu á, nó ghẹo ghẹo rồi đó. Như chạm tới cái nỗi đau của mình á, nên nó cũng khó lắm. Cứ để từ từ đi. Nhưng mà cái mong muốn của con sau này, con có muốn đi học nữa không? Dạ không. Không ha. Dạ mà muốn đi làm thì cũng hơi khó, cũng chưa đủ tuổi. Ừ. Với giờ bạn con nhỏ nữa nè. Sao đi làm được? Giờ con còn nhỏ quá sao đi làm được? Thôi khi nó cũng muốn đi làm như là phụ bán quán đồ, rửa chén đồ, bưng chén đồ này kia đâu, mà em cũng đâu dám cho. Ừ. Em sợ ra đường nó bị dụ nữa, khổ cho em. Ở nhà chứ nó đi ra đường em cũng phải canh nữa, canh đứa này canh đứa kia, nó đâu có thời gian lắm. Em còn hàng nhóc ở trong nhà nữa, hai ba đứa. Ở lúc trước chị đi làm công ty đó là tới chiều mới về hả? Em đi tùm lum, mà có lúc em đi ca 5 giờ sáng, em đi tới 2 giờ chiều, có khi em đi tới sáng đêm em mới về. Có khi đi hành chánh, nói chung là người ta kêu mình đi giờ nằm đi giờ đó. Vậy là cái khoảng thời gian lúc trước là bé Yến là bình thường là đi học và về nhà, ở nhà một mình. Dạ nó ở nhà vậy đó, hai chị em mới chơi. Rồi có chồng nữa, ông canh me rồi để dạ đó. Đúng rồi. Từ ông gần đây mà ông cách đây có 50 mét, cái nhà ông cái cổng màu đen trên đây mấy anh thấy nè. Ừ. Vừa ôm cua lên là mấy anh thấy á. Có không như... là chỉ hàng xóm thôi có quen. Dạ. Mình không, không em không có quen. Hồi xưa là ông ở đâu em cũng không biết nữa, mà ông mới về đây chừng mấy năm mà ông cách nhà chừng mấy năm. Dạ. Dạ. Bình thường là bé Yến hồi lúc trước đi học là hay chạy ngay nhà ông đó ha. Em cũng không biết nữa, em đi làm cũng không gần hết nè. Nói chung là nó đi học thì có em hoặc là chồng em đưa rước. Còn nếu mà nó ở nhà thì nó chỉ có ở trong nhà thôi, chứ nó không có chơi với ai. Ở sớm thì nó qua nhà mấy người này nó chơi nè, chứ nó không có bạn bè nào hết chứ. Người ta thì còn có bạn đi chơi, còn nó không có bạn nào đi chơi. Nó đi học rồi nó ở nhà không. Ừ. Dạ. Trước khi mà ông cụ đó làm cái hành động đó với con đó Yến, là cái ông đó thường xuyên là có hay nói chuyện với con gì không? Dạ không. Không hả? Chắc cũng để ý gia đình mình lâu dạ. Rồi đó. Cũng thấy gia đình không thấy như vợ chồng em đi làm thường đồ này kia không có nhà đó, rồi xuống đồ này kia chứ em cũng đâu quen biết gì ổng đâu. Nói chung là em có quen hai người con của ổng, hồi trước có làm chung công ty thì cũng nói chuyện qua nói chuyện lại vậy, chứ người ta giàu người ta đâu nói chuyện với mình đâu anh. Hai đứa con ổng cũng khinh lắm, hách lắm. Gia đình ổng giàu lắm hả chị? Dạ giàu, gia đình người ta tiền tỷ mà tự nhiên người ta không quan tâm, mà muốn cho bỏ trách nhiệm vậy đó. Hôm bữa là lúc mà tòa người ta xét xử là nó là bên kia là đền bù mình nhiêu? Cái giá của gia đình em đưa ra là 300 mấy, 300 lẻ mấy, nhưng mà lúc mà chưa ra tòa thì con hỗ trợ cho em 20 mấy triệu á, là tiền sanh nở á. Rồi đến lúc mà ra tòa kêu cái bản án vậy, rồi kêu số tiền vậy thì không thấy đưa tiền, không thấy bồi thường. Mà lúc đó là thì bên tòa người ta xét xử là bên kia là cũng đồng ý với cái dạ. Mức bồi thường vậy luôn đó. Dạ, ổng cũng đồng ý trước tòa vậy đó. Dạ. Mà đến lúc mà ổng bị bắt đến nay là tụi em chưa có được đồng nào. Sự nghiệp bé còn quá nhỏ luôn. Dạ. Hôm nay mới có 16 tuổi à. Lúc sự việc xảy ra là bé mới có 14 tuổi mấy. 14 tuổi mấy. Dạ. Rồi lúc đó đang học lớp mấy chị? Dạ đang học lớp 10. Học lớp 10. Chắc nó bị dụ đâu lớp 9 á, em không biết nữa. Rồi xong lên lớp 10 em mới phát hiện được. Dạ. Tại vì nó ốm yếu, nó nhỏ con quá nên em cũng không phát hiện. Lúc học kỳ 1, lúc ăn Tết của lớp 10 á, là ngày nghỉ ăn Tết á là em mới phát hiện thôi. Vậy là coi như là bé nó giấu chị luôn. Dạ, lúc, nó, dạ. Đến lúc em tự em phát hiện luôn á. Tự em phát hiện là 8 tháng mấy. Chứ nó cũng không nói em biết luôn. Cái ông kia ổng có hăm he về con không? Mà sao con không dám về nói với cha mẹ? Không, cũng bình thường. Bình thường. Cái gì nó sợ. Gọi là ổng giao cấu với con như vậy là ổng có đánh đập gì con không? Không. Không à. Nói chung là bé là... Ủa chị là có bao nhiêu người con? Em có nhỏ này với thằng nhóc ở chổng á. À. Hai chị em đó thôi. Nhiều rồi, nhờ bé chổng mấy tuổi? Dạ, 7 tuổi, học 7 lớp 1. 7 tuổi ha. Dạ. Rồi giờ thêm đứa cháu ngoại nữa. Nó học lớp 1 mà giờ em cũng không có khả năng cho đi học nữa đó. Người ta vô tôi kiếm mấy lần mà, với lại nó còn khờ lắm, nó không chịu đi học. Nó không phải như mấy đứa kia đâu, đi tiểu rồi còn biết đi, còn nó nhiều khi nó đá trong quần, nó thấy người lạ vô ngồi nó đá trong quần trong luôn. Ừ. Dạ, nó nhát lắm, nó không phải như mấy đứa nít khác mà quậy đâu.
Nhiều khi nó thấy mấy anh lại nè, nó mắc tiểu, nó ngồi trong cái tiểu trong. Có bị bệnh gì không chị? Dạ không, tại vì nó vậy á, nó nhát đâu em không có cho đi chơi, ở nhà vậy đó. Ở nhà suốt ngày. Rồi có khi nào anh đi làm hồ vậy đó, rồi một mình anh gồng gánh nuôi đây coi trong nhà là 4 năm miệng ăn vậy đó, rồi giờ có khi nào anh về anh than thở không? Cũng có. Cũng có ha. Dạ. Rồi nói chung là ở đây người ta nhiều khi người ta thấy người ta cũng cho đồ ăn. Ừ. Bởi vậy tự nhiên cái gia đình người ta đang yên ổn không, hai vợ chồng đi làm. Dạ. Đó. Đụng rồi cái... tự nhiên đụng cái xảy ra cái sự việc này, gọi cái bây giờ cái gia đình ta cái mất hết người làm. Dạ, mất hết lao động. Mất hết người lao động mà trong khi đó là lại có thêm một thành viên mới nữa. Mà bên gia đình bên kia cũng không có gọi là cái gì, gọi là cái tình người để mà giúp đỡ, quan tâm. Tại vì ít ít nhiều gì thì cái đứa bé này cũng là máu mủ của cái ông ngoại U65 này. Đó, thì chắc chắn bên kia thì nếu mà nói về nghe chị nói là bên kia cũng giàu đúng không? Yeah. Thì bất quá thì người ta cũng có cái gì đó người ta gọi là cái nếu mà mình sống mình có đức thì mặc sức mà ăn đó, mình giúp đỡ bên đây nuôi dưỡng con của bé Yến nè. Yeah. Cho nó đến khi nó biết hiểu câu chuyện rồi đó, và lúc đó là nó muốn hay nào thì nó muốn nhận cha nó hay không thì cái vấn đề đó là chuyện sau này của nó. Còn đằng này bây giờ chối bỏ hết tất cả trách nhiệm rồi, bây giờ gia đình ở bên bé Yến thì cũng rất là khó khăn luôn. Thì cũng mong là tất cả quý cô chú anh chị nếu mà có những cái ý kiến nào mà giúp đỡ cho bé Yến được thì cô chú anh chị mình cứ mạnh dạn ý kiến. Đó, mình lấy lại cái công bằng cho gia đình của bé Yến để mà cho bé Yến sau này có một cái tương lai cho nó đỡ hơn, nói chung là nó tốt đẹp hơn của chú anh chị. Chứ hiện nay là thấy gia đình cũng rất là khó khăn luôn. Thì cái ngôi nhà thì bữa hổm thì Thái cũng quay cho cô chú anh chị mình xem rồi đó. Đó, cái ngôi nhà thì nói chung là cũng rất là cũ kỹ rồi cô chú anh chị đó. Thì bây giờ là mấy mẹ con thì chỉ ở nhà thôi, tại vì bé Yến thì cũng rất là nhỏ, chưa có cái khả năng là chăm sóc con của mình được. Tuổi này thì chỉ lo ăn lo ngủ thôi, lo chơi chứ không có lo nghĩ tới vấn đề là nuôi dạy con đâu, nên là mẹ phải ở nhà chăm sóc cho cháu mình. Bé là nó uống sữa ngoài hả chị? Dạ, nó uống sữa ngoài từ lúc mới sanh. Tại vì bé Yến nó ở miếng của nó đâu có sữa đâu. Nhìn cái tướng là biết rồi. Dạ. Đâu có sữa gì đâu. Dạ. Với lại tuổi này cũng đâu có gọi là gì, gọi là sản xuất sữa nhiều. Uống sữa ngoài là uống sữa gì chị? Uống sữa Deluxe Alpha. À, Deluxe Alpha ha. 300 mấy một hộp. Đầu Yến dặn chú mấy chú vô thăm em cái. Dạ, dạ chú vô thăm em. Bé đang ngủ ha. Dạ. Bé đang ngủ đó hả? Bà ngoại qua phụ để mà giữ tiếp. Cái này bé trai hay bé gái? Dạ bé gái. Bé gái hả? Cho anh chị thì bé đang ngủ nên là cũng Thái cũng để cho bé ngủ ha. Thì hôm nay thì em cũng như là trở lại thăm gia đình của bé Yến á cô chú anh chị. Thì để mà cập nhật cho cô chú anh chị mình với lại cái người chị nào mà muốn hôm bữa mà liên hệ với Thái đó, là muốn liên hệ với gia đình để mà hỏi ý kiến gia đình là cưới bé Yến cho con trai của chị đó, thì chị hãy liên hệ với số điện thoại ở trên màn hình của Thái nha. Thì có gì Thái sẽ cho nói chuyện trực tiếp với gia đình xem như thế nào nha. Đó, còn bây giờ thì Thái cũng xin được khép lại cái video. Hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở video tiếp theo ạ. Dạ, bye bye tất cả mọi người.